Giờ em phải sang đấy, em làm 1-2 năm rồi em khỏi em về em thăm anh với cả mẹ. Còn giờ anh cầm cái giấy này ký anh đưa cho mẹ cho em. Còn giờ em phải đi rồi, em không... Mày đi đâu mà mày phải vội vàng thế, ở đây có chuyện cho nó hoàng nào. Anh xem con Nhung nào, con Nhung nó bỏ đi, nó muốn sang Trung Quốc, nó đi làm ăn trên đấy rồi. Nó đi rồi. Giờ nó đi chưa? Nó mới đi rồi. Thế sao ông chặn nó lại? Mày lại nó để lại mấy tờ giấy này này. Tờ giấy gì đấy? Em cũng chưa đọc cái này. Nó bảo đưa cho bố mẹ nó gì anh ạ? Mẹ à, con không thể về bên mẹ nữa rồi. Con phải đi đây. Con sẽ đi một nơi thật xa để làm ăn. Một thời gian con sẽ về, mẹ đừng lo. Ui. Thằng anh mày nó bảo là mày sang Trung Quốc. Bây giờ mày ý nghĩ mày như nào? Mày có về không hay là để bố mày vào luôn cho mày đây? Đợi nhìn mày đây, mày thấy là như nào đây? Xoay cổ cho mày đây. Hai mày muốn như nào? Này em tính đi đâu? Em ở lại em nói chuyện với anh. Rồi sao xin lỗi ở kia đi. Em phải gì em phải xin lỗi nó? Sao mà xin lỗi nó đi? Bây giờ em xin sao xin lỗi rồi giải thích cho mọi người cho hiểu. Giờ em đi làm xa. Em tính đi đâu? Tính sang Trung Quốc hay là đi tính đi đâu? Giờ em phải đi, em tránh mặt thằng kia con Thư ra. Giờ em đi sang đấy 1-2 năm thì khỏi em về. Mày có đi được mãi không? Mà em trốn được mãi không? Em trốn được kỹ không? Em trốn được không đấy là việc của em. Công an mày đã vào cuộc ấy, thì... mày không bao giờ mà trốn được đâu con ạ. Này, công an một khi nó đã tra tìm em rồi em thì cả sợ. Em trốn sang Điện Biên qua cửa ải kiểu gì cũng không qua được đâu. Giờ em không muốn nói chuyện gì với nó hết giờ. Bây giờ mày muốn đi tù à? Hả? Em lớn rồi, em tự quyết định, em tự lo được cho em. Còn giờ em phải sang đấy. Em làm 1-2 năm rồi em khỏi em về em thăm anh với cả mẹ. Còn giờ anh cầm cái giấy này ký anh đưa cho mẹ cho em. Còn giờ em phải đi rồi, em không... Mày đi đâu mà mày phải vội vàng thế, ở đây có chuyện cho nó hoàng nào. Giờ em sang đấy rồi, anh đưa tờ giấy em cho mẹ cho em. Mày cứ đi, đỏ mày đi được mãi đi, tao bảo công an luôn. Nó bướng thật đấy. Đấy, ai mày xem anh em nhà mày bảo nhau không được chứ mày ra cái việc gì không? Hả? Nó cũng không nghe, nó làm gì nó cũng không muốn gọi là đấy. Muốn trốn tránh trách nhiệm rồi, của mình đây. Rồi anh kia biết chuyện này á, à, mày chết. Mày có ai có cái gì á? Anh con em gọi anh ra xem con Nhung nào, con Nhung nó bỏ đi, nó muốn sang Trung Quốc, nó đi làm ăn trên đấy rồi. Nó đi rồi? Giờ nó đi chưa? Nó mới đi rồi. Ui, thế sao chặn nó lại? Em chặn rồi, em cản hết đấy rồi. Nó đẩy em ra, nó bảo em giờ em lớn rồi, có quyền tự do của em. Sao mà không giữ nó lại cơ? Thế mày để nó đi, vừa đi à? Nó đi mà không cản nó được. Mày lại để lại mấy tờ giấy này này. Tờ giấy gì đấy? Em cũng chưa đọc cái này. Nó bảo đưa cho bố mẹ nó gì anh ạ? Mẹ à, con không thể về bên mẹ nữa rồi. Con phải đi đây. Con sẽ đi một nơi thật xa để làm ăn. Một thời gian con sẽ về, mẹ đừng lo. Ui. Nó đi làm xa đâu? Nó bảo sang Trung Quốc nó tránh né anh một vài năm. Anh làm ăn lo với anh nữa. Bây giờ anh hỏi mày, anh bảo mày là anh tin tưởng mày đúng không? Anh bảo mày là ở nhà trông nó, anh bảo mày là bảo nó sang nhà anh để xin lỗi anh. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ hai là cái thứ. Vâng. Thế mày có làm được không? Em làm rồi, hôm nay em dắt nó, em tính dắt nó đi nhưng mà nó ghi cái giấy này từ bao giờ ấy. Thế bây giờ tao hỏi mày, thế mày không làm được đúng không? Thế bây giờ ý mày như nào, mày có chịu trách nhiệm được không? Em không thể chịu trách nhiệm được, cái này con em gái tao. Mày hứa với tao rồi mà, mày hứa với tao rồi không mà? Mày hứa với tao, mày bảo là em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ logo em gái em sang. Thế bây giờ mày như nào? Bây giờ nó cũng lớn rồi, nó em cũng không thể. Thế bây giờ không lớn hay không thì đấy là việc của chúng mày. Nhưng mà bây giờ chúng mày hứa với tao là chúng mày sẽ lôi nó sang nhà bố Phạm Thư để mày xin lỗi đúng không? Thế bây giờ để mà để cho đi thế à? Như thế à? Bây giờ em không thể cản được nó nữa rồi. Nó đi đâu chưa? Nó mới đi đây thôi. Thế là thằng Long với thằng Dũng Phi chị đi tìm con trai. Đi tìm nó. Đi. Thế mày lấy điện thoại ra mà gọi cho nó xem là nó đang ở đâu. Đây đây. Gọi cho nó. Không phải đâu anh ạ. Bây giờ em cần phải bao che nó như thế luôn. Mày không bao che cho nó mà mày để cho nó đi như này à? Em biết sao được. Mày là anh của nó. Gọi đi. Mày là anh của nó, mày chẳng nhẽ mày không giữ được nó ở nhà. Nãy em mà biết được thì nãy nó cũng cản rồi mà không được ý. Tạo đây nó bướng quá. Mày đừng có vớ vào, bẩn gọi ngay. Nhanh lên. Bây giờ nó là mới đi thôi. Mới đi xe đâu. Không bắt được xe. Nó vừa đi đây, nó vừa rồi. Cái hai cái mà không cản nó lại. Em cản rồi, em không phải anh của nó đâu, em cản được. Bây giờ đến thằng anh của ruột của nó đâu không nghe. Mày bao che sao? Em không bao che đây. Mày bao che sao? Alo. Em đi, em đi tới đâu rồi? Em đi rồi. Sao em về đi, em có người đang muốn gặp em này. Ai? Công an nó đến tận nhà rồi. Công an giờ nó đến tận nhà rồi, em về em xem nói chuyện với người ta xem như nào này.
Nó không bắt triệu tập em về luôn đây này. Bây giờ nhá, mày bảo với nó là bây giờ mày bảo với nó là công an đang khu cổ bố mẹ mình ở nhà, mày về ngay. Bật mic lên, nó nói với nó. Bây giờ anh bảo này, công an ấy nó đang lôi cổ bố mẹ đi lên trên ủy ban đấy để nó làm việc đấy. Em về ngay đi. Em đi nào, em về đi. Em đi xa chưa? Sao mà không về được? Em bắt xe em đi rồi. Nhưng mà bây giờ em đang ở đâu? Alo. Mày đương lại. Tao nói mày biết này. Mày đi trốn đi đâu? Mày đi trốn đi đâu? Mày đi trốn đi đâu? Mày giỏi về. Mày đi trốn đi đâu? Mày đi trốn đi đâu? Tao đang làm việc của tao. Tao đến nhà mày nhá. Bố mày đến muộn một tí thôi mà mày đã chạy rồi. Thế bây giờ nhá, tao hỏi mày, mày có định để cho bố mẹ mày yên không? Mày định gửi chú mẹ mày cái này cho mày đi á, này, tao nói thẳng mày biết này. Bố mẹ mày ấy khổ vì mày. Nên là mày suy nghĩ lại đi. Mày đi thì bố mẹ mày càng khổ, bởi vì bây giờ tao cứ lôi cổ bố mẹ mày ra chứ không phải người ta nói chuyện thôi. Đúng rồi, bây giờ mày làm bố mẹ mày chịu đấy. Mày bảo mày lớn rồi, biết suy nghĩ thì mày suy nghĩ đi. Mày bảo là mày lớn đúng không? Mày bảo mày suy nghĩ này. Mày nhìn mày mở ngay cái cam lên mày soi luôn địa chỉ mày đang đâu. Mày vừa đi đang đi bắt xe đâu? Đi gần tới rồi. Này mày chưa tới, mày tới đâu, mày tới đâu, mày tới đâu, mày bảo mày tới đâu? Mày bây giờ ở ngoài đường ơi, mày bảo mày tới đâu, mày lên xe nào? Mày tới đâu, mày bảo mày tới đâu, mày bảo mày. Nó bảo nó đi đâu, mày nói luôn. Nó bảo nó sang Trung Quốc. Thằng anh mày nó bảo là mày sang Trung Quốc. Bây giờ mày ý nghĩ mày như nào, mày có về không hay là để bố mày vào luôn cho mày đây. Nhớ ý nghĩ mày đây, mày thấy như thế nào đây, xoay cổ cho mày đây. Mà hôm nay mày muốn như nào? Không về đúng không, mày bảo mày thấy bố mày không về đúng không? Mày bảo mày không sợ đúng không? Dạ, chỉ lấy bố mẹ thì về nhà mày đây nhá. Nhà mày đây đúng không? Mày thích bố mày cho mày mẹ mày lên công an luôn. Đấy, tôi em về em xem như nào. Mày không phải xin. Mày không phải xin. Nào tao cho mày lên công an với cả bố mẹ mày lên công an không? Mà mày mẹ bây giờ bướng mày đi trốn không? Trốn mẹ thổi mà trốn mãi được không? Bây giờ nhá. Tao đố mày mẹ mang hộ chiếu ra mày ngoài chỗ mà sân bay mà mày bay được đấy. Còn là ngay bây giờ này, vác mặt ngay về. Này, đi đâu là việc của tao nhưng mà liên quan đến cả tao đấy. Hả? Mày đừng có nói là đi đâu là việc của tao. Được chưa? Đang ở đâu nói ngay. Mà mồm. Tao đi rồi. Chắc nó đang trốn đâu rồi anh ạ? Nó đang chui chúc ở gió góc nào rồi anh ạ? Để anh tắt mic. Bây giờ nhá. Mày ấy, mày không quản được em mày đúng không? Giờ đúng em không thể quản được nó. Bây giờ rồi. Mày gọi cho nó, mày nói đi nó nói đi vẹo tao đéo nó nhiều đâu, tao sẽ nói chuyện bố mẹ mày. Thế thôi. Không, nó lâu bố mẹ anh không ăn. Tao lâu bố mẹ mày không ăn, mà nói thật mấy cái cho nó. Nói chuyện nó. Lô. Em xem về xem như nào, về nhà nói chuyện cho mọi người biết đi, không có nó hôm kia nó muốn nuôi cổ bố mẹ mình lên kìa. Nó không ra đâu. Thế giờ anh không nói được à, giờ em đã đi rồi em không quay lại đâu. Bây giờ anh không thể nói được nữa rồi, anh nó không cho anh nói nữa rồi, nó bắt bố mẹ mình phải nói chuyện với gia đình nhà nó để ấy thôi, xin lỗi, làm việc với công an thôi. Giờ em đã đi rồi, nếu em không chuyện về đâu, em về để nó đưa em đi công an à? Thà em về chịu tội còn hơn là để bố mẹ phải chịu hậu quả này. Mày mà không gọi cho nó về luôn đi thì mày không xong đâu. Là mày không về mà không xong đâu. Tao cho mày bây giờ là từ bây giờ là 2 tiếng nữa, được chưa? Có mặt ở nhà, được chưa? Không thì mày vỡ mồm với tao đấy. Còn cái tờ giấy ấy, mày ấy, gửi cho mẹ mày ấy, thì là việc của mày, tao đang cầm rồi nhá. Mày muốn mẹ mày sống yên ổn ấy thì bây giờ về để lo cho bố mẹ mày đi. Chưa, còn không. Thằng tao nói nhiều đâu, còn thằng anh mày đang ở đây đấy, thằng anh mày ấy xem chạy được đâu, đi đâu nhá. Không thì bố mẹ mày đi tù thuê mày đấy. Lo mà về đi. Em nghe thì chưa, có gì thì về nhà nói cho mọi người biết đi rồi về nhà nhận tội đi. Để sao? Giờ em chuẩn bị lên xe rồi. Nhưng mà tại sao em phải khổ như thế nhở? Mày đừng có bướng. Em đi như thế thì mọi người càng khổ hay sao? Thế mà mày bắt bố mẹ phải chịu tội thay mày à? Nhớ mồm nhá. Không đi đúng không? À không về đúng không? Rồi. Mày cứ nhớ mồm đấy. Mày tắt đi, tao đéo xem nói gì rồi. Rồi. Thế nhớ đấy, con em gái mày quyết định đúng không? Con em gái mày quyết định đúng không? Đấy đúng không? Con em gái mày bảo với mày nè, nó không về đúng không? Được rồi. Mồm nó nói nhá. Giờ chỉ cho bố mẹ đi. Bố mẹ mày đang ở nhà đúng không? Đi đây đi vắng. Bố mẹ không ở nhà. Bố mẹ không ở nhà đúng không? Bố mẹ mày đi làm mấy giờ về? Phải 6 giờ. Được rồi. Tao đứng đây đợi bố mẹ mày về, đúng 6 giờ bố mẹ mày về. Còn bọn chó đi lâu nhỉ? Tìm lâu đấy. Bảo cho mấy thằng đi tìm mình lâu rồi đấy. Chắc vẫn chưa thấy. Anh cứ về nhà trước đi rồi có gì tao nói. Tao không về.
có gì thì em bảo bố mẹ em sang nói chuyện với bác Thắng các thứ. À, phải tao anh đang gặp được bố mẹ mày.